Trời ơi, đường nhỏ xíu luôn hả vậy? Rồi cái này chạy thẳng luôn hả vậy ta? Tôi thấy nước không vậy? Có đi được không vậy trời? Trời ơi, như phía trước cái đường nó bị ngập lũ mấy ông ơi. Đúng bà đó giờ trời ơi, sao cái đoạn đường nó bị ngập lũ như vậy chú ơi? Này đi qua xe tải đi qua được không vậy? Ông đứng không làm gì mấy ông ơi, thôi chạy qua thử coi. Rồi, nước này thì nó cũng ngập tương đối thấp rồi các bạn, cũng không ngập dữ lắm. Rồi, mình sẽ qua cái đoạn này luôn. Đó, cái gì vậy? Thêm cầu gỗ rồi mấy ông. Trời ơi, cái đống gà mà ngày hôm nay mình chở cũng hơi bị nặng đấy, qua cầu gỗ được không vậy đây? Để qua thử nha. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS 2 để cùng nhau trải nghiệm gọi là xe tải nha các bạn. Đấy, thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm cho các bạn quay trở lại với con xe tải Hyundai HD320 các bạn à. Đấy, hiện tại đang đậu trong một cái nhà này nó gọi là cái nhà của cái trang trại nha các bạn. Còn đây là một cái trang trại rất là lớn luôn các bạn à. Để mình chạy ra phía ngoài cho các bạn xem. Đó, con xe tải ngày hôm nay các bạn thấy nó đặc biệt chưa? Cái thùng quá xịn, quá giống Việt Nam luôn. Đây là một cái thùng gọi là thùng muối bạc các bạn. Để tôi chạy vô chỗ nào á? À, đây là đậu trong nhà này đi cho nó sáng sủa. Rồi đi vô đây, vào đây. Rồi ai để mấy cục đá thì tùm lum hết trơn, làm gọi là mất diện tích thì xe đường người ta chạy nữa. Ê gọi quay ra, quay ra. Trời, xém đụng vô sập nhà người ta luôn rồi. Cổ thằng được chứ. Ok các bạn, đậu đây đi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trải nghiệm con Hyundai Jago, Hyundai HD320 này. Đó, và các bạn thấy là đằng sau lưng mình là một cái thùng hàng, nó gọi là cái thùng cái này nó gọi là thùng miền Bắc các bạn. Đó, tức là cái thùng dạng cao cao ấy. Mình đang có mặt tại một cái trang trại rất là lớn nha các bạn, để cho các bạn xem. Đây là cái trang trại nhá. Bên này là trồng trọt nè, bên này là chăn nuôi nè, và trong này cũng là chăn nuôi nè các bạn. Máy cày, máy ủi gì tùm lum hết trơn, mà còn rất là rộng cho các bạn đắt nè các bạn. Nên các bạn thấy là cái trang trại nó rất là to luôn các bạn à. Và cái hàng mà ngày hôm nay mình chở ấy là cái gọi là con gà các bạn. Không biết làm sao đấy các bạn xem nhỉ. Này thấy không? Thấy gà không? Còn thấy gà không? Tôi nhìn tôi còn không nhìn thấy rõ đó các bạn. Nói chung là hôm nay mình vận chuyển gà đấy, và gà này được chăn nuôi trong trang trại nè các bạn, để mình vận chuyển đến một cái siêu thị, một cái chỗ mà để người ta gọi là sử dụng gà này các bạn. Để tôi coi coi. Đường đi này cũng hơi bị xa đấy các bạn à. Ui. Và đặc biệt hơn ấy là cái trang trại này các bạn, nó nằm ở trên một cái núi, một cái chỗ mà gọi là đúng hoa, gọi là kiểu làm nó hoang sơ ấy các bạn. Đấy, trên này nó như là chỉ có khu tách biệt khu này thôi. Đó, nên là cái đường đi mà ngày hôm nay mình trải nghiệm cho các bạn xem là một trong những cái đường rất là đỉnh luôn. Và mình phải gọi là cái đường này nó ngon lành, nó gọi là lạ lùng, nó up god, nói chung là rất là nhiều thứ hay ho trên cái con đường mà ngày hôm nay mình trải nghiệm cho các bạn xem. Mà trước giờ thật ra mình chưa được trải nghiệm như thế này bao giờ, nó chi tiết như thế nào thì ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm cho các bạn xem nhá. Và riêng bạn nào mà muốn trải nghiệm cái chiếc xe khách lộn chiếc xe tải Hyundai này giống mình, thì các bạn có thể là lên những cái trang đó là shop.taimot.com của mình, thì trang này sẽ có bán đầy đủ tất cả các dòng xe tải và cũng như là xe khách, hay là những cái chiếc thùng hàng, hay là những cái mod khác này, nó rất là nhiều hay trên cái web này. Còn riêng cái bản đồ mà ngày hôm nay mình trải nghiệm ấy, một tin mừng với các bạn là nó hoàn toàn miễn phí, nên là bạn nào muốn trải nghiệm thì có thể là lên những cái trang đó là taimot.com. Đấy, cứ gọi là mod miễn phí thì cứ lên taimot.com nha các bạn. Các bạn hãy tìm giúp mình cái tên bản đồ này, nó tên là Edogado Pro nha các bạn. Đấy, tìm cái tên này trên cái trang tải mod của mình mà tải về, và nó hoàn toàn miễn phí, nên là các bạn lên tải và trải nghiệm chung giống mình nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình thôi. Let's go. Để máy lên. Đây là nó thấp các bạn. Này mua cái ốp vô lăng mới hơi bị nổi luôn ấy. Rồi bây giờ mình sẽ chạy ra khỏi cái trang trại này nha. Hạ thắng tay. Rồi đi ra. Trang trại này các bạn thấy là nó sẽ có một cái chạm cân các bạn. Đây, cái chạm cân nó nằm đây nè. Nhưng mà cái chạm cân này tạm thời nó đang bị hư, không có sử dụng được. Nên là mình không biết có nên ghé chạm cân ở ngoài đầu đường không nữa.
thường những chiếc xe tải là mình phải cân nha các bạn, cân trọng lượng để cho mà khi mà chạy ngoài đường ấy nó đúng cái trọng lượng xe, không có bị công an bắt. Còn nếu mà không cân nha các bạn, rồi xui xui gặp mấy chú công an kêu là kiểm tra mà gọi là quá trọng tải là phạt rất là nặng nha các bạn. Đây là cái chạm cân nè. Nè có cái ông chú đứng nè các bạn thấy không? Thường là mình đậu xe ở giữa chạm cân là nó sẽ cân rồi. Rồi, này nó bị hư rồi các bạn. Không cân luôn. Cây cú được chứ thôi kệ đi. Bye bye ông chú nha. Rồi, bây giờ mình sẽ ra khỏi trang trại các bạn. Let's go. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn. Cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những cái thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Map này rất là đẹp nên là cái mình sẽ ưu tiên chạy cái cam 2 này, nó đẹp hơn nha các bạn. Ui, các bạn thấy cái dũng nước này không? Dũng nước mà kết hợp với sình này nó đây. Ó, đẹp không? Đỉnh thật sự. Ủa, bây giờ mình đi ra đường nào chạy? Để mình chạy bọc lên đây coi cho các bạn xem cái trang trại nuôi bò. Ủa, như là lên trên đường trên đó đó các bạn ơi. Để tôi ghé ngang lại đây, không có chạy xuống cái vùng đất màu nâu đó nha các bạn. Chỗ đó là đất người ta mới cày đấy. Cái khu này nó như gọi là đất đỏ các bạn, đúng gọi là đất đỏ Tây Nguyên luôn ấy. Đất nó đỏ lè, đỏ lét luôn. Vùng đất đỏ, vùng cao nguyên đất đỏ. À, rồi mình sẽ quay ra lại. Ê, ê, ê. Đó, chứ mấy cài nó còn đậu nữa rồi các bạn thấy không? Tức là cái khu này mấy cài nó vừa cài đất đấy, để người ta bắt đầu người ta canh tác, người ta thả giống rồi xuống để người ta trồng trọt này nọ đâu. Trên này thì các bạn thấy là nó sẽ có cái khu trang trại để nuôi bò nha các bạn. Đó, bò này bò gì tôi cũng chả biết nữa, bò trắng hả? Bò sữa là bò gì đúng không hiểu, nó cùi nhiều dữ vậy. Cái này nữa nè các bạn ha. Đó, rồi khỏi trang trại bò thì chúng ta sẽ bắt đầu đi lên trên cái đường này. Ôi trời, cái đường này các bạn, ơi ơi, cái đường vãi đạn luôn đi. Ơi ơi, mình có cần năng gầm lên không ta? Cái đường này đi thấy nguy hiểm quá tạ. Thường những cái dòng xe tải là gầm cao rồi đấy, mà tôi đi đường này tôi còn gán em không. Xe gắn hai cái cờ rồi bay phấp phới đẹp không. Rồi chạy lên luôn. Rồi tạm biệt những chú bò nhá. Bây giờ mình đang lên cái khu này, nó hơi cao rồi nè. Trên này nó rất là nhiều đường luôn nha các bạn, rất là nhiều hướng rẽ luôn, nhưng mà chạy lòng vòng này cũng ra cái đường này thôi. Rồi mình vô này thắt mình lái cha. Đây rồi. Ui nó nhồi quá nè. Lọc cà nhông nhông nhông. Lọc cà nhông nhông nhông. Đây là đây đâu nữa ta? Như là đi thẳng luôn đúng không? Rồi đi thẳng đâu này luôn đi các bạn. Trên này không có xe chạy ha. Có mình lên mình à. Bên đây là người ta nuôi gì nữa đây? À nuôi bò nữa các bạn. Trên này bên đây cũng nuôi bò nữa nè. Đường này là có một cái đường để dẫn vào nhà của ai cũng chả biết nữa. Đây. Đó bên này có cây chuối rồi các thứ nè. Nói chung map rất là đẹp luôn các bạn. Hồi nào muốn trải nghiệm những cái đường như thế này thì lên trên trang tải mod.com mà tải về. Cho nó mình siêu tầm hơi bị nhiều mod luôn đấy các bạn. Trời ơi, cái dốc. Lên. Đừng có mà lên giữa chừng xong mà tuột dốc một cái là dính luôn, dính banh đít luôn ấy. Sợ nhất mà kiểu là bị trượt dốc ấy các bạn, lên không nổi ấy. Nó bị lùi xe lại, không có nhìn được phía sau mà còn lùi xe nữa. Đường như này nó hơi khó đi tí, đường nó hơi gồ ghề, rồi nó là đường mòn, rồi nó có những cái đoạn dốc lên dốc xuống như vậy nè. Nên mình không dám chạy nhanh các bạn. Chạy nhanh quá gà nó bị xây xe. Đây nha, để bò xuống cực nhẹ nhẹ cho cái dốc này nè mấy ông ơi. Khổ thằng lắm luôn ấy. Rồi rồi cái đường. Dưới này là cái gì đây ta? À dưới này là các bạn thấy nó có mấy cái chiếc máy xúc hay là mấy cái máy gọi là làm công trình rồi ấy.
khả năng là khả năng sau này nó mở thêm cái gì dưới này đó nè các bạn. Dưới này có chừng nó trồng trọt, nó làm cái gì thêm. Mình có nên chạy xuống vô đây coi không ta? Để mình quẹo vô thử ha. Quẹo vô đây cho các bạn xem. Lái xe chở gà mà đi nhiều chuyện. Rồi. Đó. Khu này là nó thuộc vùng ngoài rồi các bạn. Đó, người ta đang bắt đầu là xây dựng khai thác đất ở cái khu vực này để người ta làm gì cũng chả biết luôn. Mình chạy xung quanh ở đây nè các bạn thấy không? Máy xúc, máy ủi đồ nó xử lý đất cát rồi dưới này rất là nhiều luôn nè. Đó. Thấy chưa? Rồi tôi tìm đường ra đường nào trời. Trời ơi. Rồi qua đây đi, qua đường này đi. Này là đúng đường mòn luôn các bạn. Còn gì nữa đâu. Wow. Lần đầu tiên mà kiểu được trải nghiệm trên đường cao nguyên đất đỏ như vậy luôn các bạn. Wow, bên này là một cái bờ hồ nè. Ui đẹp thế. Ơi trời ơi. Thấy không? Lạng quạng tắt máy liền các bạn. À, cặp một cái bờ hồ nước luôn nè. Những cái cây chuối đồ các thứ nhìn rất là Việt Nam luôn ấy. Trời ơi, chiếc máy cày ông nào đậu đây vậy? Các bạn thấy là người miền Tây không? Đậu máy cày là đậu đại ngoài đường. Ai đâu mà dám lấy. Lấy một cái là chặn đầu xe là quýnh lèn. Con chó đó kìa. Này chắc chó cỏ Việt Nam có thấy ôm nhơm ôm nhách nè. Quẩy cả đạn chó này chứ. Chó ôm nhơm ôm nhách luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi lên lại nha các bạn. Lên cái dốc này lại. Rồi giờ chạy được hướng nào nữa ta? Giờ tôi đang bị mù đường luôn rồi nè. Bây giờ là phải tìm cách bọc ra lại các bạn. Cái đường mòn này ra được không ta? Nó có cái con đường mòn này các bạn. Ra được không vậy? Thấy tình hình nó không khả quan lắm. Thôi bọc lên cái đường này lại đi. Ok. Ui cái đường đó nãy lên không được các bạn ơi. Vô đường đó là lụm ở đó luôn rồi. Rồi bây giờ mình ghẻ bên phải nha. Rồi cái này mình chạy ra lại cái đường lộ hồi nãy rồi đấy. Ôi quá trời nhồi luôn các bạn. Không dám chạy nhanh luôn ấy. Đợt này về gà nó xây xe nó chóng mặt nó ói tựa lưa trên xe tôi luôn rồi. Hiện tại là mình chưa có năng gầm lên các bạn. Nhưng mà đường nãy giờ mình đi thì các bạn thấy là nó cũng chưa có cả gầm gì lắm. Nên là còn đi được, còn đi ngon. Ui đường đẹp thật sự luôn các bạn. Đi mà trải nghiệm mấy cái đường quê như vậy nó mới tuyệt vời nè các bạn. Trời ơi, đường nhỏ xíu luôn rồi vậy. Rồi cái này chạy thẳng luôn hả vậy ta? Tôi thấy nước không vậy? Có đi được không vậy trời? Trời ơi, như phía trước cái đường nó bị ngập lũ phải không ơi? Đúng bà đó trời ơi, sao cái đoạn đường nó bị ngập lũ như vậy chú ơi? Này đi qua xe tải đi qua được không vậy? Ông đứng ông làm gì mấy ông ơi, thôi chạy qua thử coi. Rồi, nước này thì nó cũng ngập tương đối thấp rồi các bạn, cũng không ngập dữ lắm. Rồi, mình sẽ qua cái đoạn này luôn. Đó cái gì vậy? Thêm cầu gỗ rồi mấy ông. Trời ơi. Cái đống gà mà ngày hôm nay mình chở cũng hơi bị nặng đấy, qua cầu gỗ được không vậy đây? Để qua thử nha. Ừ, nguy hiểm quá các bạn ơi. Ui cái cầu gỗ nhìn tạm bợ nhìn ghê thật sự luôn ấy. Ê nó chỉ có cái phần ván nó để đúng cái bánh lớp xe mình thôi các bạn, ở giữa nó bị trống nè. Ừ, qua được rồi nè, qua được rồi nè, may quá, thấy ghê thật sự. Rồi các bạn, mình đã qua được cái cầu rồi, mừng quá. Nhưng mà qua được cầu rồi bây giờ lại tiếp tục đi trên cái con đường gì nữa đây. Ây da. Lên dốc nè. Đó. Chỗ này rất là nhiều dốc nha các bạn. Tí là gặp dốc, tí là gặp dốc. Nó là gọi là đường vùng cao nguyên mà nên là dốc là rất là nhiều.
đất nó sẽ không được bằng phẳng. Cái gì phía trước nữa rồi đấy các bạn? À, một cái vũng nước thôi cũng không có gì. Mình chạy một tí nữa thì mình ra được đường trường thì mình chạy nó thoải mái rồi. Chỉ có cái đoạn đường trong này là nó đường đất thôi các bạn, đường nhỏ thôi. Đường đi vào trang trại này là đường nhỏ. Đây là đường đi đâu nữa nè. Chỗ này là rất là nhiều nhà, kiểu nhà của nông dân ấy các bạn. Thấy không, mấy cài dục ngoài đường nữa gì nè. Mấy cài, mấy xúc gì đủ thứ hết trơn ấy. Nè ngoài này cũng có nuôi bò nữa nè các bạn. Thấy chưa, ui có cây đu đủ nữa kìa các bạn. Ui xịn thế. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Bò này là bò trắng nha các bạn, bò lạ thật sự luôn. Rồi chỗ này và các bạn thấy phía trước nó có một cái hẻm để đi vào. Thì cái hẻm cái này ghé trái vào nè. Thì vào đó thì các bạn sẽ đi vào cái gọi là cái trạm cân ấy các bạn. Chỗ này là cái trạm cân của trung tâm của cái khu hợp tác xã này. Nên là xe tải thường vào đó để cân, nhưng mà vào đó thường nó sẽ tốn phí. Nên là thường mình cân ở ngay cái chỗ mà trang trại mà mình lấy hàng ấy. Đa số là cân ở đó nhiều, ít khi mà ra đây cân lắm. Nhưng mà bữa nay cái chỗ trang trại mình nó bị hư biết không. Không biết họ chạy công an nó có bắt xe mình không nữa đây. Lãng quảng xui xui nó bắt thiệt đấy mấy không. Rồi mình sẽ chạy ra đây là chúng ta chuẩn bị ra ngoài lộ lớn rồi. Ra đường lộ quốc lộ rồi. Rồi sắp ra vào đầu lộ rồi mình cũng gặp thêm mấy cái dốc này nữa. Rồi bò lên. Đó. Đổ dốc kiểu là đổ từ từ được các bạn, đâu có dám đổ nhanh. Khi mà đổ nhanh rồi ấy, nó vừa kết hợp thêm cái độ nhúng xe mình nữa các bạn. Là chắc chắn cái mỏ mình nằm dưới đất luôn, mỏ xe. Rồi lên. Các bạn có thể thấy xa xa đằng kia là cái cổng đấy, cái cổng ra đấy. Trời ơi, đường rồi nè mấy không. Cái này mà xe khách vào thì hơi bị căng đấy mấy không. Thường những cái xe mà mình nó vừa gầm cao nha, mà nó còn vừa ngắn thì qua nó cũng tương đối ok. Mà xe mà gầm cao, gầm thấp mà nó dài mấy không thì qua nó cực kỳ khó luôn. Rồi, mình sẽ rẽ phải nha các bạn. Đây là quốc lộ. Rồi ở đây được chạy 80. Nãy giờ gọi là trong đó gọi là chạy đường đất thôi mà cứ bò từ từ. Ở đây đường nhựa là bắt đầu chạy ngon lên liền. Đó, giờ gà nó bắt đầu tĩnh tâm lại, mấy con gà trong xe tôi bắt đầu tĩnh tâm lại. Nãy giờ đi cà nhồi chắc uống mấy lần thuốc say xe chả ảnh liền. Nhưng mà không sao đâu mấy chú gà ơi. Để chúng ta giải trí một xíu rồi chúng ta được vào lò mổ rồi. Nãy giờ chạy trong kia nó nhồi bao nhiêu thì ra đây chạy nó mượt bấy nhiêu các bạn. Đường nhựa thì khỏi phải bàn nha. Chạy quá đỉnh. Đây phía trước các bạn thấy không? Khi mà chạy xe mình gắn hai cái cờ các bạn thấy không? Nó bay phấp phới luôn ấy. À, và đặc biệt hơn là cờ Việt Nam đó chứ. Đó, như mới đỉnh chứ các bạn. Cái thùng hàng này là một những cái thùng hàng mà mới được update sau này nha các bạn. Nên là bạn nào mà có mua mod Hyundai này thì các bạn lên tải lên cái thùng hàng này. Đó. Thùng hàng xịn vãi, nhìn là đúng chắc Việt Nam mình luôn các bạn. Ở trên còn gắn mui bạc nữa. Thì thường cái mui bạc đó gắn là chủ yếu che nắng, che mưa rồi cho con gà thôi. Nhưng mà hôm nay đi nó cũng không có mưa.
Hello bác tài, hello hello hello. Mấy cái ngã tư này không có đèn xanh đèn đỏ luôn các bạn. Vẫn chả có vòng xoay luôn. Nó chỉ là những cái con những cái vẽ nó gọi là ốc ốc đảo ấy. Nên người ta xây dựng gì nữa nè. Ủa tới chưa ta? Như là chưa tới các bạn ơi. Đây, mình đang đi ngang một cái chợ nha các bạn. Đây là một cái chợ gì tôi cũng chả biết luôn. Quá trời nhà. Mình có nên ghé sửa xe không mấy ông? Chạy nãy giờ cà nhồi. Chắc mẹ banh mẹ zip xe tới trơn à. Hơn là xe ngon đấy. Xe tôi có mới độ cái còi vô mấy ông. Đây, tôi bóp cho mấy ông nghe cái còi mới xe tôi. Đây. Còi này như kiểu là cái còi mà mấy ông nghe mà kiểu trong quân đội ấy, còi báo thức trong quân đội ấy, giống giống vậy đấy. Đó là còi hơi các bạn, rất là lớn luôn, bóp cái muốn điếc lỗ tai luôn. Ê. Mình chuẩn bị vô vòng xoay ông sắn lên cái muốn hú hồn luôn. Rồi chạy ra nè. Nhồi. Trên này rất là nhiều những cái gờ giảm sốc đó các bạn. Thường những cái gờ đó nó sẽ được làm như kiểu là để cho chúng ta biết khi mà chạy tới đó nó nhồi một cái là chúng ta biết là chuẩn bị phía trước có một cái đoạn nguy hiểm lắm, phải giảm tốc độ lại. Cái này là mình vô cao tốc đúng không ta? Xem ơi. À không phải vô cao tốc các bạn. Cái công ty mà mình giao ngày hôm nay ấy, thì nó nằm ở bên kia lộ các bạn thấy không, bên đó đấy, bên khu bên đó đấy. Mà bây giờ muốn qua bên đó là mình phải chạy một đoạn cái cao tốc này rồi mình tìm đường mình bọc qua ngược lại bên đó chứ không phải là muốn qua qua đâu các bạn. Chính trời sáng lên coi. Đấy, ghé đổ xăng không ta? Đây có cây xăng này các bạn, ghé cây xăng đổ một miếng xăng này. Nó chạy từ trong kia ra rồi. Ui chỗ này nó có cái ngay cái siêu thị luôn mấy không. Ở ghé chạm nào ta? Mấy trăm này có đổ không vậy? Mấy trăm này từ từ, tôi không biết tôi ghé bên nào luôn ấy. Bên này thấy nó thấp thấp, không biết nó có chịu đổ không. Nó là đổ bên kia xe tải, bên này xe con. Chạy hồi tôi không biết đường tôi ghé bên nào luôn. Rồi ok, giờ mình qua bên này thử coi. Đó, đậu vô trong cái khung này cho nó đúng bài người ta. Rồi đổ không? Ủa, nó cũng có đổ đâu ta? Như vậy là cái xăng này không có đổ hay sao ấy? Từ từ để tôi coi coi. Ủa, có đổ xăng gì chỗ nào đâu trời? Ui, đây nó có chỗ rửa xe nè mấy không? Này, chỗ này là chỗ rửa xe nè. Nhưng mà mình rửa được không ta? Ủa, phải rửa xe không ta hay là chỗ giữ xe? Trời ơi, xe bò vô không lọt đấy em ơi. Lui ra. Đúng là chỗ rửa xe rồi đấy, nhưng mà xe mình vô không lọt. Rồi thôi, quẹo ra. Đây là một cái siêu thị nha các bạn. Chỗ này bán đồ rất là nhiều. Phía sau là cái chỗ kho hàng nè. Những cái chiếc xe mà người ta có thể là đưa hàng đến đây ấy. Chỗ này như là sửa xe luôn ấy. Rồi bây giờ mình tìm đường để mình qua bên kia lộ các bạn. Trời ơi, cái đường cao tốc thì bự vãi. Các bạn thấy nó có cái cầu vượt không? Cầu vượt đó nếu mà đi bộ ấy, thì các bạn đi bằng cầu vượt đó qua nó dễ rồi. Nhưng mà xe thì nó hơi khó một tí. Xe chắc khả năng là chuẩn bị ra cho cái đoạn cầu vượt ở trên đó các bạn thấy không? Rồi mới bọc qua lại. Rồi xin qua. Ê! Trời ơi, lo nhìn đằng sau không thấy hai bà nội đó luôn. Có sao không chị ơi? Trời ơi, đụng cái bóng bay lộn mèo luôn các bạn. Trời ơi, chắc không có sao đâu. Rồi nằm ở đó luôn các bạn.
tội nghiệp chưa. Nhưng mà thôi chắc không sao đâu, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Trời ơi, ở đây cũng có vụ tai nạn trên này nữa nè. Trời ơi, mình đụng ở dưới kia chưa đã, sao lên này ông nội này còn hung đít cái thằng ông nội kia nữa. Thôi kệ đi. Rồi đúng rồi các bạn, bây giờ chúng ta chuẩn bị lên cái cầu vượt này nha. Rồi quẹo lên. Thường mà lên cao tốc mà kiếm mà cho một cái chỗ quay đầu là cả vấn đề đấy mấy không. Xa xa mới có một chỗ quay đầu thôi. Nên là đi cao tốc mấy ông phải xác định đi đúng hay đi nha. Nhưng mà vào là quay ra là khó khăn lắm đấy. Rồi ôm cái dòng xe bự này cái mình quay xuống cái đường hồi nãy, cái mình chạy ngược lại. Đó, rồi giờ mình ra chỗ này nè. Đó, tức là bây giờ mình đã quay đầu lại rồi các bạn. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ. Đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Đó, nãy mình chạy cái đường bên kia đó các bạn thấy không? Đó, bên hai cái thằng nội đụng xe nè. Đó. Đó, giờ mình qua bên này lộ. Đó, bây giờ mình có thể là nhìn lại hai bà nội mà mình đụng hồi nãy đâu ta. À, kìa, nó các bạn thấy không? Đó, còn nằm sau đít cái chiếc xe khách nữa kìa. Cái đường mình đang chạy là cái đường nó nằm ở phía trong nha các bạn, còn cao tốc nó nằm ở phía ngoài các bạn thấy không? Đó, cái đường này nó gọi như đường tránh để chúng ta vào khu dân cư và cái khu chợ này nè. Còn đây là cái cầu vượt các bạn. Cầu vượt này chỉ dành cho người đi bộ thôi. Mà không biết xe máy rồi đi được không ta? Xe máy rồi lôi lên chạy chắc cũng được ấy. Rồi mình quẹo vô đây hả? Không phải quẹo đây không Tài? Ủa đâu phải, này cái cửa mà. Đầu xém lạng vô cái cửa đó luôn rồi. Đây là cái khu đất của người ta mà. Đây quẹo đây, đây. Chính xác rồi. Rồi quẹo vô. Đó, cái này là đưa chúng ta vào khu công nghiệp nha mấy ông. Rồi, mình vào ngay cái công ty luôn. Công ty nằm đâu ta? Nằm bên trái nè. Chắc công ty này quá. Ôi ôi cái gờ. Cho qua cánh trái. Trời ơi. Ủa đâu vậy? Từ từ nha. Vô chỗ nào trời? Đi mà không biết đường vô luôn nè mấy ông. Công ty nào vậy? Vậy là công ty này thì phải. Chắc công ty này quá. Chắc tôi lùi cái đít vô đi. Tôi thấy sao cái trong này nó cứ chặt làm sao mấy ông. Đường nó nhỏ hẹp làm sao. Cái này mà có vô hồi vô trong có chỗ quay đầu ra còn khó hơn nữa. Nên thôi bây giờ để tôi quay đầu vô đi. Ủa sao bây giờ tới lúc mà tôi vô cái mấy ông chạy tùm lum nhóc hết trơn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lui xe tải Hyundai vào nha. Rồi hết lái. Rồi lui xuống. Ê thùng đít. Rồi lui vô. Chú Âu vậy đứng làm gì coi giùm lỡ xe giùm người ta. Chạy nó ngon lành. Rồi ok bây giờ mình sẽ lui vào trong luôn các bạn. Đưa gà vào trong luôn. Rồi. Đây là một cái khu công nghiệp, lộn một cái nhà máy để người ta xử lý gà các bạn. Đây đây, có những cái gỗ gà giống mình rồi các bạn thấy không? Rồi lôi vô. Đấy. Đại số ở đây là các bạn thấy là gọi là container là nhiều. Xe tải rất là ít các bạn. Rồi đó mình lựa một cái lỗ để mình đưa vô. Lỗ này đi. Vậy là tính ra trong này nó rộng các bạn. Nãy mình nhìn ở ngoài mình tưởng trong này nó chặt hẹp. Nhưng mà trong này nó rộng.
Ơ nó cho mình lui sát cho trong kia các bạn. Thôi vậy thôi đậu ngoài thôi. Tưởng nó lui được túi trong kia luôn. Rồi lui xíu nữa đi. Đó lui vô được không? Không được, tới đây nè các bạn. Rồi kéo thắng tay lên và tắt máy đi. Như vậy là ngày hôm nay mình với các bạn đã cùng nhau trải nghiệm được một cái chuyến hành trình, cũng như là trải nghiệm được một cái con xe tải Hyundai HD 30 để chở gà từ ở trong cái khu trang trại tít trong kia, cũng như đã ra được tới ngoài đây thành công rồi các bạn. Mà công nhận cái trang trại đi ngon lành đó các bạn. Trang trại đó nếu mà các bạn nào thích thì mình có thể là trải nghiệm thêm một số xe khác đi vào cái trang trại đó nữa thì nó hay hơn. Trong đó đường nó đi được nhiều cái xe ngon lành luôn các bạn. Nên là bạn nào thích thì mình sẽ trải nghiệm thêm cho các bạn xem. Các bạn nhớ comment phía dưới mình biết nha. Còn bây giờ mình kết thúc video tại đây. Và các bạn đừng quên để lại cho mình xin một like, cũng như là đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nha. Và ngoài ra nếu các bạn nào muốn mình trải nghiệm cái gì nữa thì nhớ comment ở dưới. Còn riêng cái chiếc xe tải này hoặc là cái bản đồ này, nếu các bạn nào muốn chơi thì riêng cái chiếc xe tải này thì các bạn phải mua nha các bạn. Nên là bạn nào mua thì có thể là lên ngay cái trang đó là shop.taimod.com, các bạn sẽ tìm cái chiếc xe tải Hyundai đấy, Hyundai Tiago HD đấy các bạn mua đó. Còn riêng cái bản đồ này thì nó hoàn toàn miễn phí, nên là bạn nào thích đấy thì có thể là lên cái trang đó là taimod.com. À, đây lên đây thì các bạn có thể là tải được cái bản đồ này hoàn toàn miễn phí. Nó là các bạn vào đó, sau đó các bạn tìm đúng cái tên đó là Eldorado Pro. Đấy, tìm cái tên đó các bạn tải về nha, chơi miễn phí luôn, đã quá sướng. Rồi đừng quên đăng like cho và đăng ký cho kênh tôi nha. Bye bye.